Đây, hy sinh vì nghệ thuật mà anh này anh ta hy sinh vì câu cá. Lấy ngã này đậu, đã quá. Ây da, kẹp. Ủa cha bự ra. Ôi, cái giật cấm nè. Hay sao? Chuyện con cá nhỏ nó sao? Nay mấy anh em đi câu đó nha bà con. Tiếp tục hành trình với bạn Thành Max. Sẽ ra được mấy con rồi anh Ba Khía? Gì? À, mấy con rồi? Con còn tép nữa. Có con nào khủng vậy hả? Cái dàn câu siêu to khổng lồ. Tới chỗ câu rồi nha bà con. Chỗ này người ta nuôi cá mà ta bỏ quang cũng lâu rồi. Mấy anh em lại câu. Chuyển độ lên không? Chuẩn bị đồ nghề. Quá lớn rồi. Bãi này nuôi cá quá lớn rồi. Hy vọng là bữa nay một ngày bội thu nha. Chuẩn bị khai căng. Dính gì rồi? Chưa dính. Hai cần gối dây lại, quấn lại nhau à. Đắm đuối luôn. Vô rồi, vô rồi. Chín dây. Tưởng nó trúng cá khủng. Wow, cá còn. Cá vụt luôn hả Thành? Ngồi cả buổi trời nãy giờ không có cá, giờ phải đổi địa điểm nha bà con. Chuẩn bị địa điểm thứ hai đó là cái chòi quang. Quý có cá không nữa nè. Cá rỉ hoặc mặt nó mới đớp mồi mới rỉ. Chết hả? Wow, wow, wow. Hai cần đang rung rung. Không biết cần nào trúng đây. Luôn. Đây, hy sinh vì nghệ thuật mà anh này anh ta hy sinh vì câu cá đó. Ngồi né nắng này nha. Một lát phải câu dính cá khủng nha. Ồ, wow, cá hú có lý. Cá hú hả? Ồ, công anh bạn tôi nãy giờ ngồi hứng nắng, dính được con cá hú. Phóng sinh đi. Phóng sinh đi. Cá nhỏ. Ôi ơi, giờ ra lấy cá vô. Đây con cá đầu tiên nãy giờ cả buổi sáng nè các bạn. Đây con cá hú con. Chắc mình phải thả nó thôi. Nhỏ quá. Đây con cá hú con nè, chắc mình thả nó thôi. Quá nhỏ rồi. Con cá đầu tiên luôn, mình phóng sanh là hy vọng là câu được con cá bự to hơn. Phóng sanh nha. Thả đi. Rồi xong. Trời. À, lượng cá bự lắm. Bật. Thả chút xíu. Cho sọt, mới thả luôn. Đã thả thành con rồi. Trúng ổ cá hú gì ông nội ơi. Vậy kìa. con không. Hèn chi này nút nữa giờ bỏ đầu. Rồi mấy anh em tiếp tục đổi địa điểm. Sông nước Hữu Tình. Đu quá. Ồ, góp cho mấy dân kìa. Con này kêu là con gì ta? Đồng cọc hả? Nay tiếp tục câu cái ao bỏ quang nữa nè bà con. Bữa nay câu chắc tới tối luôn á. Không biết còn cá không, này bắt ở đây nhiều quá. Câu cá rồi thả phao rồi căm câu nữa. Bữa nay biết cá còn không nè, hên xui. Rồi bữa nay có anh Ba Khía, anh ngồi anh câu cho mình quay. Ảnh là cần thủ á. Tối nay là mấy anh em mình là ở trong cái chòi này, là ngày em nó nấu nước chuẩn bị nấu mì ăn. Cái chòi này bà con người ta sáng người ta làm rẫy á, buổi chiều bây giờ người ta bỏ, không ai ở đây hết trơn. Chở hành trình này. Này là theo anh Ba Khía miền Tây mò tôm bằng hai cái chân nè bà con. Ảnh gà anh kiếm hang coi tôm ở dưới đất á, rồi lặn xuống mò bắt lên bằng tay. Hay lắm. Cái ao này là người ta bỏ quang rồi. Sát thủ bắt tôm bằng tay không, bằng chân không luôn á. Anh mới lặn xuống nữa đó, biết có không. Hồi nãy có dính mà bắt được con tôm mà mình quay không kịp. Có không? Cá bóng. Cá bóng à? Ủa hay dữ trời. Đâu đâu vô lên quay gần lại coi. Cá bóng đen. Cá bóng đen hả? Ờ. Hay dữ trời, quá hay rồi. Bỏ vô cái gọng anh đem theo đó nha bà con. Thả đi. Thả hả? Nhỏ quá ăn gì ha, bỏ đi. Anh dùng hai cái chân anh gà anh kiếm mấy cái hang tôm, hang cá, anh đạp trúng cá là lặn xuống bắt. Cực kỳ hay luôn. Nãy tiếc quá, tiếc con tôm kêu quay không được. Mà vẫn còn nằm trong cái gọng, một lát dở gọng lên cho bà con coi thấy con tôm anh mới bắt. Đây con tôm hồi nãy anh Ba Khía mò được nè mọi người. Thì mời tới đâu? Con tôm càng nhiễm. Để mình bắt mọi người coi ha. Đây. Sống luôn nha. Tôm này thịt không? Ây da, kẹp. Với đâu, quay đây Khang ơi. Cá chim hả? Ô, quả cá chà bá kìa. Đấy, dở cá lên quay cá này đủ, đã quá. Phiêu. Nãy giờ luôn á. Nãy giờ luôn. Ăn không hay luôn hả? Nó giật hai cục đậu tim rồi. Ủa ngay rồi, cái gọng rồi. Để vậy bạn lấy cái gọng cho. Mở đầu là con cá chim. Cá chim. Tiếp tục chờ đợi. Hột vậy hả? Hột cá rồi. Cái có trúng rồi phải có hột thôi. Dính không? Kìa. Ô, cá cha. Ủa, cá cha bự kìa. Ồ, xe giật cắm nè. Xíu lộn nước rồi. Quá bự. Con này bự ra. Bên kia người ta cầm câu à, có ông chú bên đó ông cầm câu đêm nè. Tối rồi đó, giờ này là tối rồi, chuyển màu đen thui rồi. Giờ này 6 rưỡi rồi nha bà con, 6 giờ rưỡi rồi. Dính con cá 2 kg rồi. Anh em đang tập trung rất là cao độ để chuẩn bị giật con cá 3 kg. Mà không biết có không, hên xui. Mũi rồi nha. Nãy giờ là mũi bay xèo xèo đó nha bà con. 6 rưỡi tối rồi. Không biết bữa nay câu đêm có thành công hay không đây. Trong thời gian chờ đợi tôi gom tôi rồi. Vậy hả? Không tháo ra. Vậy là về luôn bà con ơi, tối rồi, quá mũi rồi, coi không được rồi. Được 2 con à. Quá trời mũi anh em rút về mới được. Đó, bù hông nó bay trước màn hình rồi đó. Giờ này mở đèn lát lên là tối hù rồi. Hết thấy đường câu rồi. Rút luôn, quá mũi rồi. Rồi, thu gom chiến trường đi về bà con ơi, tối rồi. Kế hoạch câu đêm thất bại. Câu tôm đi. Tính câu suốt đêm mà tình hình cá không có dính rồi. Thành ra mấy anh em phải gom cần về. Mũi quá mũi rồi, chịu không nổi. Vớt vát được 2 con cá. Đem cái sọt cá lên chưa, để quên sọt cá đó. Mang cá thả mẹ thôi. Súng đạn quá trời luôn mà bữa nay mới đầu. Súng đạn quá nhiều hả? Thất bại mà. Rồi sao làm cái ổn xong luôn. Rồi hẹn bà con clip sau bắt câu được cá nhiều hơn. Bữa nay thất rồi. Bữa nay cái ao người ta vô người ta bắt quá nhiều rồi, chiều tới giờ thành ra giờ cá nó chạy hết trơn, dạt hết trơn. Giờ này người ta còn kéo xuống người ta cấm nữa. Mấy anh em định câu tới tối mà thất bại. Gì quý đúng không? À đó, chuyện lệ phẩm bữa nay của mấy anh em. Có 2 con nữa. Không có rồi. Quá mệt rồi. Trời trời. 2 con cũng to. Tôm bự chứ. Có con tôm nữa nãy anh Ba Khía anh mò con chân đấy. Mò hát tại mò. Hay ghê trời. Thiên tài. Rồi lên đường rút quân. Thành Max đâu, nó xuống chưa? Chạy đi gõ hết lại. Vậy thôi bà con ơi, tối rồi.